chàng trai như sống với con tim cùng bao say mê khát khao hồn nhiên. Rồi bao người đến một con trái tim nồng nàn đem dâng lên bao thứ vui, muốn chiếm lấy trái tim riêng mình thôi. Hey yo, khi hai con tim đang yêu đâu cần gì cao sang, khi hai con tim đang yêu luôn nhìn cùng hướng đi, khi hai con tim đang yêu luôn hòa cùng nhịp đập. Chẳng cần gì xa xôi, chẳng cần gì suy tính, chỉ có một trái tim yêu riêng em mà thôi. Dù đường về nơi đâu, dù tình về nơi đâu, em vẫn mãi yêu anh qua mưa đêm bão tố. Anh mới đi làm về hả? Ừ. Anh yên tâm đi, em đã có cách á, làm cho Bảo Châu nhà mình nó sáng mắt ra. Em muốn làm gì thì làm, miễn sao kén cho con được tấm chồng đàng hoàng tử tế. Rồi ông xã lên phòng nghỉ ngơi đi. Ừ. Yên tâm nha. Má muốn trưa nay á mời thằng Phong đi ăn cơm. Con gọi điện thoại cho má đi. Má nói sao? Má muốn mời anh Phong đi ăn cơm hả? À, con không đồng ý hả? À, dạ không. Nhưng mà tại vì con thấy tự nhiên khi không, sao má lại mời anh Phong đi ăn cơm? À, thì má muốn cho quan hệ của má với lại thằng Phong thêm thân tình. Coi như là xí xóa cái chuyện hôm rồi má đã xúc phạm nó đi. Vậy thôi, đừng mời nữa. Má thấy sao sao đó. Ờ, má. Má, đâu sao đâu má. Mời thì càng tốt chứ làm sao. Con á, con cũng muốn mời anh Phong đi ăn cơm từ bữa tới giờ rồi đó. Con cảm ơn má nha. Có mình má là thương con nhất thôi à. Má không thương con á, vậy má thương ai bây giờ? Má, vậy là má đồng ý anh Phong nghe má. Ờ, thì má đã nói với con rồi. Má chỉ đồng ý với thằng Phong khi nào mà nó có công ăn việc làm ổn định, nó đảm bảo cuộc sống cho con. Con gọi điện cho má nói chuyện với nó đi. Ừ, dạ. Alo. Anh hả? À, anh nói chuyện với má em nha. Má em đang tính mời anh đi ăn cơm đó. Hả? Má, nè má. Ờ, Phong đó hả? Dạ. Ờ, con sắp xếp đi, trưa nay ăn cơm với bác với lại Bảo Châu nha. Ờ, dạ dạ, con sẽ tới liền. Anh đồng ý hả? Nó đồng ý rồi đó. Ừ. Mình được má Bảo Châu mời đi ăn như một vị khách vậy sao? Không lẽ nào ba má Bảo Châu lại chấp nhận dễ dàng như vậy? Ừ.
Ủa con. Dạ. Đi đâu mà ăn mặc tươm tất vậy? Dạ con có công chuyện, con không ăn cơm đâu, con đi nha má. Ừ. Trời ơi, đi đâu mà cuốn cuồng vậy con? Con có công chuyện mà, con đi nha má. Nè, nè Phong. Má, má đúng là tuyệt vời á, con yêu má nhất trên đời này luôn. Má, má sẽ thấy anh Phong á, anh dễ thương lắm. Dạ, xin chào quý khách. À, cô là cô Kim, cô đặt bàn trước rồi. Dạ, xin mời cô. Má à, nhà hàng này đẹp quá à, chắc là mắc tiền lắm phải không má? Ừ, đương nhiên rồi, ở đây đồ ăn toàn là thượng hạng không à, sống là phải biết thưởng thức chứ con. Má của Bảo Châu mời mình ăn trưa ở nhà hàng sang trọng vậy, chắc là đã quan tâm coi trọng mình hơn rồi. Cố gắng lên anh Phong. Cố gắng. Cho anh đứng đây. À, đi về đây với em. Má em mời ăn ở nhà hàng sang trọng vậy, anh thấy ngại ngại sao á? Ngại gì chứ, anh cứ vô trong đó đi. Bữa nay anh mua bó hoa đẹp quá, anh mang tới tặng má đó hả? Đi. Bác chào con. Dạ má. Con chào bác. Dạ con tặng bác. Bông đẹp quá, bác cảm ơn con nha. Dạ. Con ngồi đi. Dạ. À Phong à. Dạ. Con gọi món đi. Dạ con ăn gì cũng được. À Bảo Châu à, con cũng dạ. Vậy con gọi thoải mái đi, bữa nay má đãi Phong mà. Vậy con sẽ chọn món mà con thích ăn nhất nha má. Được rồi, cho con món này đi. Dạ. Dạ bác gọi con. Ừ, con qua rồi đó hả? Ngồi xuống đây ăn cơm với bác. Này Phong đi ăn cơm khách rồi, mình bác ngồi ăn cũng chán quá. Ăn đi, rồi lát đem phần về cho má, khỏi dạ. Nấu. Bác. Không biết ai mời mà thấy nó bảnh tỏn dữ lắm nha. Tại nay mặc áo sơ mi mới nè, rồi còn hút sáo nữa chứ. Mà mấy hôm rồi bác hỏi chuyện của ảnh chưa bác? Bác hỏi rồi. Nó nói nó buồn vì công việc thôi hả? Tội nghiệp thằng nhỏ. Anh nói vậy thiệt hả bác? Ừ. Nhưng con thấy nó cứ làm sao sao á. Không sao đâu, chừng nào kiếm được công việc á là anh vui vẻ trở lại à. Ăn đi con, đừng lo nữa. À, bữa nay tụi con thấy thoải mái không vậy? Dạ thoải mái. Con mời bác. Cảm ơn con. Má, đồ ăn ở đây ngon quá hả má? Con cảm ơn bác, đồ ăn ở đây rất là ngon. Lần đầu tiên con được ăn ngon vậy đó. Má của em á là sành ăn lắm. Ở thành phố này á, nhà hàng nào mà ngon á là má em biết hết á. Má, mai mốt má dẫn tụi con đi ăn nữa nghe má. Đương nhiên rồi, nếu mà tụi con thích. Thôi chết rồi. Dạ. Má để quên tiền ở nhà rồi. Má, con đâu mang theo đâu. Con thấy má mang bóp cho nên con đâu mang tiền. Biết sao giờ, hay là con trả tiền giùm cho bác đi, rồi lát về nhà bác trả lại cho nha. Bác ngại hết sức. Dạ con chỉ có vài trăm ngàn thôi.
Hay là không sao đâu, để má gọi ba tới ba trả tiền. Ủa, con chào bác. Chào Bảo Châu. Nhà mình hôm nay cũng dùng bữa ở đây à? Hình như là đang có chuyện gì hả bác? Bác mời Phong đi ăn mà sơ ý bác không có mang theo tiền, mà Phong nó cũng không có tiền để thanh toán. Con hiểu rồi, để con. Má làm gì kỳ vậy? Thật ra bác ngại hết sức. Bác cảm ơn con nhiều lắm nha. Mai là có con ở đây đó, chứ không thì ngại hết sức vậy đó. Dạ không có gì đâu bác, chuyện nhỏ mà bác. Bác đừng ngại. Con thấy không, một lần nữa má xác định Phong không có đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho con. Chỉ có một bữa ăn đơn giản như vậy mà không có tiền chi trả thì làm sao bảo đảm cuộc sống sau này được. Má, sẵn tiện ở đây con xin phép đưa bác và Bảo Châu về được không ạ? Đi về. Má, anh Phong à, xin anh đừng có suy nghĩ gì hết nha. Xin anh hãy cứ ở bên cạnh em. Anh hãy chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của chúng ta có thể vượt qua hết tất cả nha. Con làm cái gì vậy? Đi về. Má, đi về. Má, con vô đây, đi vô đây. Mẫn. Dạ. Biểu nè, bà nhốt cô ở trong phòng, con đứng đây canh. Dạ. Không có cho Bảo Châu ra ngoài nghe chưa? Dạ. Con mà cho Bảo Châu ra ngoài bà cắt lương con nghe chưa? Dạ. Nhớ nghe chưa? Dạ. Tao tức quá. Bắt nó hả? Qua chỗ chị có việc cần đây nè. Lẹ đi. Má, mở cửa cho con đi. Sao má làm vậy? Má. Cuộc chiến nó thật sự bắt đầu rồi. Mình phải làm gì để bảo vệ tình yêu của mình đây? Alo. Anh Phong hả? Em nè. Châu à, em không sao chứ? Em có bị ba má la không? Dạ không, em không có làm sao hết á. Anh Phong à, em nghĩ là đã đến lúc á, tụi mình phải đấu tranh cho tình yêu của mình rồi đó. Em quyết tâm là sẽ không bao giờ lùi bước đâu. Anh làm khổ em rồi. Thật tình, anh không biết phải làm sao nữa. Yêu em mà để em phải dày vò như vậy, anh thấy khổ tâm lắm. Anh đừng có nói như vậy. Vì yêu em á mà anh cũng bị má em làm khổ tùm lum hết á. Như vậy anh mới là người buồn á. Anh à, tụi mình nó sắp tới á phải sát cánh ở bên cạnh nhau để bảo vệ tình yêu tới cùng nghe anh. Vì em, anh sẽ cố gắng hết sức. Em đừng lo nghĩ nhiều quá, hãy nghỉ ngơi đi nha. Anh cũng vậy, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Em cúp điện thoại đó.
Chị, chị gọi em có việc gì gấp vậy chị? Chú biết nhà má thằng Phong không? Dạ biết. Đưa tôi qua đó. Dạ. Bác Minh, bác sao vậy? Ừ, bác không sao. Bác chỉ khó thở chút xíu thôi mà con. Thôi, bác ngồi xuống ghế nghỉ đi nha. Mấy chuyện này bác làm chi vậy? Cứ để con làm cho là được rồi. Hôm rày, sao mà cái ngực của bác hay bị co thắt như vậy hoài? Chắc là bữa nào bác phải đi khám một cái coi. Thôi bác ngồi nghỉ đi. Uống miếng nước đi bác. Dạ, xin lỗi chị là... Có phải nhà của Phong không? Dạ đúng rồi. Chị tìm Phong hả chị? Tôi đến đây để nói chuyện phải quấy với chị. Chị phải biết cách dạy dỗ con nghe chưa? Bác. Má. 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 Má sao vậy? Má thấy mệt quá Bảo Châu à. Con biết không, má buồn má không lo được gì cho con hết á. Nên má buồn má sanh bệnh con biết không vậy? Má. Má đừng có như vậy mà. Con xin lỗi. Nhưng mà con không có cố ý làm cho má buồn đâu. Nhưng mà con xin má, má hãy hiểu cho con. Con biết không, thật tình á là ba má muốn nghĩ tốt cho con đó, nên mới cố tình ngăn cản con như vậy. Có cha mẹ nào mà không thương con đâu. Con đó, con phải hiểu cho ba má. Con mà cãi lời ba má mà yêu thằng Phong á, má nói thiệt đó nha, má sẽ tự tử má chết cho con coi. Má chết rồi á, không có ai lo cho con đâu. Con sống một mình con đi. Má, sao tự nhiên má có suy nghĩ gì kỳ vậy? Con xin má mà. Chứ bây giờ nói hoài, làm đủ mọi cách rồi mà không có nghe gì hết trơn. Để tôi chết thôi trên mà. Tôi rồi đi. Má, sống một con má cái đừng... nó cũng không thương, nó cũng không hiểu nữa. Thì sống chi nữa phải không? Má. Mấy bữa nay á, bác cũng than với em là rất mệt. Rồi bác cũng đang tính là đi khám anh à. Lỗi cũng tại anh. Lớn già đầu rồi, không giúp được gì, lại làm cho má phải lo thêm. Ai là người nhà của bệnh nhân Minh? Dạ tôi, thưa bác sĩ. Má cậu có bị xỉu như vậy thường không? Dạ, trước đây má tôi bị một lần, nhưng nghỉ ngơi một chút là không sao. Gần đây thỉnh thoảng cũng than mệt, khó thở. Má tôi bị sao vậy bác sĩ? Má cậu bị suy tim độ 2, huyết áp lại cao. May mà lần này không sao, vì người nhà đưa đến bệnh viện kịp thời. Hiện tại không có gì nguy kịch, nhưng phải nhớ cần tránh những xúc động đột ngột, không được làm việc nặng và căng thẳng. Dạ. Trong cuộc sống cần giữ trạng thái tâm lý bình ổn, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Hai người có thể vào thăm bệnh nhân được rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, đi anh. Má. Bác à, bác sĩ nói là bác phải nằm viện cho ổn định, tại tim bác bị mệt đó. Sao con giấu má đi làm tài xế cho Bảo Châu vậy? Hả con? Dạ, con xin lỗi má, tại con làm cho má buồn.
Bác à, bác nghỉ ngơi đi. Có gì chuyện này mình nói sao? Bác phải tránh xúc động mạnh đó. Em ở đây với má anh. Anh ra làm thủ tục nha. Dạ. Bác à, bác phải ráng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Để con á, sẽ khuyên nhủ anh Phong. Anh sẽ hiểu ra thôi à. Bác yên tâm nha. Nè, em nhờ anh bới tô cơm mà cũng lâu em đói muốn chết vậy đó. Nhìn bà kìa, từ từ ăn thôi. Mới nhịn ăn có một bữa làm như chết đói cả tuần lễ vậy. Từ từ gì? Đói sao không đói? Anh tưởng nhìn ăn coi. Nhìn ăn coi, nhìn ăn từ trưa giờ coi có đói không. Sao giờ ông tranh thủ ăn, lát nữa Bảo Châu lên làm sao ăn được đây. Nè, bà đừng làm tôi sợ nghe. Tôi đã nói rồi, từ từ thôi. Trời ơi, đã nói từ từ rồi mà. Má ơi, con vô nghe má. Trời ơi, nè, cất đi. Của bà mà. Trời ơi, cất đi, cất giùm đi. Trời ơi. Dạ ba. Má con mệt, cứ nằm chỗ hoài à. Ba phải tranh thủ vừa ăn vừa canh má. Sao má? Má, má ơi, hay là con kêu bác sĩ tới khám coi má bị làm sao nghe má. Khỏi đi, đừng có kêu bác sĩ tới. Chỉ là tâm bệnh thôi, không có bác sĩ nào chữa được đâu. Con à, con đừng làm cho má con buồn. Má con bệnh thêm á, tâm bệnh của má con, chỉ có con là chữa cho má con khỏi thôi. Ba, mắt ba bị sao vậy? Mắt ba hả? Ba mỏi mắt chút thôi. Thôi con ngồi đây với má con nghe. Ráng dỗ má con ăn chút gì đi. Ba ra ngoài kiếm thuốc ba nhỏ ha. Má, con mong là má hãy hiểu cho con. Má ráng ăn uống để cho con có sức khỏe nữa. Má đừng giận con nữa. Má nói thiệt nha, má không có muốn sống nữa. Nếu mà con không có nghe lời má đó, má chết cho rồi đi. Má. Má, con xin lỗi má. Con chưa làm được gì cho má, chỉ làm cho má khổ thôi. Anh, em có mang cơm cho anh nè. Bác ngủ rồi, mình ra ngoài ăn nha. Nè, anh ăn nhiều vô đi. Ráng ăn lấy sức, còn chăm sóc cho bác nữa. Em ăn chưa? Em ăn rồi. Mà lát nữa ăn xong á, anh đi về nhà nghỉ chút xíu đi. Để em ở đây coi bác cho. Không cần đâu, anh đây được rồi. Em còn bán hàng, mai phải đi học nữa. Không có sao đâu,
Biết chuyện á, má của em đã xin phép nghỉ mấy ngày để bán hàng rồi. Em có thể vô đây chăm sóc bác Minh để giúp anh. Chứ một mình anh lo sao nổi. Cảm ơn em nha. Không có em, anh không biết phải làm sao nữa. Thôi anh ăn đi. Em chứ đâu phải ai xa lạ đâu mà nói mấy chuyện đó. Mà sao anh khổ sở như vậy chứ? Cô đâu có đáng để mà anh ra nông nổi như vậy đâu. Gia đình người ta đã không thích rồi thì tránh xa người ta ra đi. Chứ khi không mua dây buộc mình vô làm chi vậy? Cũng trễ rồi. Em về học bài đi. Anh ăn xong rồi. Anh vô coi má đây. Cảm ơn em nha. Em phải giữ chặt anh bên mình. Nhất định không buông ra đâu. Trời ơi. Chú Bắc, dạo này ông nghĩ tới trò đi chơi với Bảo Châu hết ta. Chẳng hạn như mời Bảo Châu đi ăn hải sản, hay là đi du lịch Vũng Tàu tắm biển. Cứ bắt ở nhà tài liệu với lại mì gói hoài, ngán gần chết luôn. Trời, tự nhiên Phước cái anh gọi mình vậy trời. Không biết có chuyện gì không vậy ta? Có chuyện gì mà Bạch công tử lại gọi cho Hắc công tử vậy chứ? Alo. Ông đang ở đâu đó? Ông rảnh không? Đi nhậu với tôi cho vui. Nè nè, sao tự nhiên hôm nay á hớn đú rượu tới đi uống rượu vậy? Hay là báo với tôi là ông chịu rút lui phải không? Ông đừng có nói nhiều nữa, ra lẹ đi. Uống đi anh. Trời đất ơi, tôi gọi cho mình cúp mấy ngang à? Không biết cha nội này giữ trò gì nữa đây ta. Ôi, mặc kệ. Có ăn uống thì mình cứ ra, hễ sợ gì chứ. Em đi ra để cho anh nói chuyện với bạn. Ô. Mấy người đó sao? Kệ đi. Tôi mới nói chuyện với ông. Uống đi. Vô. Uống. Hôm nay uống say nha. Tôi nói cho ông biết nha, ông không bao giờ có được trái tim của Bảo Châu đâu. Ông có hiểu không? Ông không bao giờ. Bởi vậy tôi nói với ông về bển đi. Ông về bển lẹ đi. Vậy còn ông? Ông tin bỏ Bảo Châu hả? Từ bỏ cổ hả? Giá như mà tôi có thể. Tôi yêu cổ mất tiêu rồi.
Tôi yêu cô thiệt rồi, ông có hiểu không? Hả? Ông có hiểu không? Hiểu. Nhưng mà nè, thôi. Ấy, ông sai rồi đó. Ông đừng uống đâu. Ông mặc kệ tôi đi. Bữa nay tôi muốn uống cho thiệt là say. Không phải là ông cũng đang đau buồn vì không có được Bảo Châu hay sao? Uống đi, tôi với ông cùng uống. Rót. Tình yêu thật là nực cười. Tôi với ông, hai thiếu gia lừng lẫy, vậy mà đi chịu thua một thằng lái xe hả? Phải đó, thiệt nực cười. Bảo Châu xinh đẹp, giàu có như vậy mà tôi vẫn nhớ về cổ. Ông nói đi, ông nói đi. Tôi có gì không được mà Bảo Châu không chọn tôi hả? Ông nói đi. Tình yêu á, không thể nào gượng ép được đâu. Tình yêu chân chính á, chỉ đến từ trái tim. Nếu Bảo Châu không có rung động á, thì ông có ép buộc cỡ nào á, ông cũng không bao giờ có được tình yêu của cổ đâu. Tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc. Tôi nhất định phải có được Bảo Châu. Uống đi. Uống đi. Vô. Trời, sao bữa nay mình nói hay quá vậy trời? Mấy cái tài liệu đó công dụng ghê ha. Thành ơi, con đâu Thành ơi? Thành ơi Thành, nó đâu cả? Hay mình bắt nó học tiếng Anh, ăn mì gói hoài, nó trốn rồi. Con đi đâu về đó? Ủa chú, chú tới nào vậy? Chú hỏi con đi đâu về đó. À, con đi ra ngoài làm mấy ly. Chú yên tâm đi, dạo này con học bài dữ lắm. Đúng dạ, con bây giờ là chuyên gia tình yêu được rồi đó chú. Ngon quá, ra ngoài làm mấy ly đồ. Tiền đâu con uống? Hay là ăn bớt tiền của chú phải không? Ê, không có nha. Con có người mời con uống đàng hoàng. Sao sợ hoài, đây quen ai mà mời đi uống? Nổ hay lắm. Chú bây giờ có mà dù Gia Cát Lượng nhập vô trong chú đi nữa thì chú cũng không biết người này là ai đâu. Thôi mà ai vậy, nói đi, vòng vòng hoài. À, chú chính là thằng Danh đại thiếu gia đó chú. Phước Danh nó rủ con đi nhậu, nó tính giở trò gì đi cả. Nó không có giở trò gì hết đó chú ơi. Lần này á, nó buồn tình nên á, nó mời con đi uống rượu chơi thôi. Coi bộ á, nó chán đời lắm rồi. Ngồi uống rượu say á, mà nó cứ nhắc Bảo Châu hoài luôn. Nó buồn á, là vì Bảo Châu thà chọn Phong chứ không chọn nó. Bây giờ á, nó còn say nằm một đống ở ngoài quán nữa kìa. Thằng Danh nó thất tình. Như vậy là thời cơ đã đến rồi. Là sao chú? Muôn việc đã đủ, chỉ còn thiếu gió đông. Bây giờ gió đông đã đến. Chú nói gì vậy? Con không hiểu. Sao có gió ở đây? Con khờ quá vậy? Nói chuyện với con bực mình quá đi. Thằng Phong nó bị cấm cửa rồi. Bà Kim chơi vô đó, có cho tiền nó cũng không dám đến gần Bảo Châu. Chỉ còn thằng Danh thôi. Mà bây giờ Phước Danh đang chán đời như vậy thì còn làm ăn gì được nữa. Đây chính là thời cơ của con. Đây, cầm lấy.
tới nhà Bảo Châu liền. Bảo Châu đang buồn đó, liệu chừng mà an ủi, làm sao cho nó có tình cảm với con nghe chưa. Nè, tiền này là chỉ để chi phí cho Bảo Châu thôi, đừng có chi tiêu bậy bạ là chết với chú nghe. Chi cái gì ghi vô, về đưa chú kiểm tra. Chú yên tâm đi, con xài gì á cũng không có phung phí đâu. Thôi chú đi về đây, chứ để ai thấy chú thì phiền lắm nghe. À, chú có mua cho con thùng mì mới đó nghe. À, ăn đi. Trên kênh. Dạ, thời gian qua con bận một số công việc nên không qua chơi với em Bảo Châu được. Ba con ở bệnh đang xúc tiến chuyển tiền về để con đầu tư xây dựng những dự án mới. À, để bác lên bác kêu Bảo Châu xuống nó ngồi nói chuyện với con nha. À, dạ. Ờ Thành nè, bác có thể hỏi sơ sơ về mấy cái dự án xây dựng mà ba con đang đổ tiền về để đầu tư không? Ờ, dạ. Bảo Châu à, con xuống dưới con tiếp cậu Thành đi. Cậu Thành ngồi dưới đợi con đó. Con không muốn xuống dưới đâu, má để cho con yên con đọc sách một chút đi. Sao má chóng mặt quá? Hả? Má, 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 má. Sao má chóng mặt má, quá? Má, má, má. Thôi rồi, má ngồi xuống đây đi. Má có sao không má? Má sao vậy? Con đó, vô tâm vô tư gì đâu á. Má, má mới vừa hết bệnh à. Vậy mà con cứ làm vậy hoài, bộ muốn cho má bệnh nữa hả? Má, bộ má thấy mệt chỗ nào hay sao? Má còn mệt hả? Má má. Thôi kệ má đi, má không có đứa con bất hiếu vậy đâu. Má, thôi được rồi, vậy để giờ con xuống con nói chuyện với anh Thành. Vậy được chưa? Con đi á. Bảo Châu nè. Ừ? Con xuống dưới á, đối đãi với cậu Thành đàng hoàng tử tế nha. Rồi nói ba con á, lên phòng với má nha. Ừ, con biết rồi. Trời đất ơi, con nhỏ này mệt mỏi với nó hết sức vậy đó. À, Bảo Châu, chào em. Ba, má kêu ba ở trên phòng á. Ờ, à, được rồi. Ờ, à, Thành nè, cái chuyện dự án đó đó, để bác cháu mình rồi có dịp sẽ bàn thêm ha. Dạ. Thôi bây giờ bác lên phòng để hai đứa có thời gian tâm sự ha. Dạ. À, ngồi chơi nghe con. Dạ, chào bác. Còn nhớ Châu ngồi đi em. Em mua nước nha. Châu, giờ này còn giả bộ ngủ nữa. Thôi dậy đi. Anh còn giỡn với em hả? Nè, Bảo Châu đó, nó xuống dưới nói chuyện với cậu Thành chưa vậy? Rồi, con nó xuống ngồi chơi nói chuyện với cậu Thành rồi. Nó có nói gì không? Bà nè, cậu Thành vừa mới kể cho tôi nghe, ba của cậu đang tính rót vốn về đây. Vậy hả? Để đầu tư mấy dự án bất động sản đó. Có rủ anh Hùng không? Tôi cũng đang tính cầu kéo với cậu Thành, kêu ba nó hợp tác với bên mình. Trời ơi, công nhận chồng em hay dễ sợ.
Như vậy là tốt quá rồi. Em biết á hả, mấy cái dự án mà nước ngoài mà qua đó, bên mình mà đầu tư hả, tiền nhiều lắm. Tiền nó lên tới chục tỷ. Không có đâu, trăm tỷ đó. Mà tiền mà lên tới trăm tỷ đó hả, thì lời nhiều lắm, đếm tiền mỏi tay luôn. Hơn dự án của ông bà danh phát nhiều. Mà nói nghe nè. Sao? Tiền nhiều quá mà nó có chạy vô túi mình không? Bảo Châu nhà mình á, nó hậu đậu lắm. Nó nói qua nói lại nói sao mà lội vụ thằng Phong mất ăn luôn á. Em tiếc quá. Bà yên tâm đi, tôi đã có cách làm cho thằng Phong á phải dứt khoát rời khỏi con Bảo Châu nhà mình rồi. Hứa nha. Bước chân cha như sao với con tim cùng bao. Dì ơi, cho anh tô hủ tiếu mì đặc biệt đi. À, có liền. Rồi bao người đêm có trái tim nồng nàn, đêm dâng lên bao thứ vui, muốn chiếm lấy trái tim riêng mình thôi. Vậy để con bưng cho. Khi ai có tim đang yêu đâu cần tìm cao xa. Khi ai có tim đang yêu luôn nhìn cùng hướng đi. Khi ai có tim đang yêu luôn hòa cùng nhịp đập. Chẳng cần gì xa xôi, chẳng cần gì suy tính, chỉ có một trái tim yêu riêng em mà thôi. Dù đường về nơi đâu, dù tình về nơi đâu, em vẫn mãi yêu anh qua bờ đêm bao tố. Chẳng chẳng như sống với con tim cùng bao say mê. Đừng làm phiền anh nữa, chị đi về đi, đừng làm phiền anh Phong nữa. Má sắp về rồi đó, mà anh mà thấy chị hả, để bị đau tim nữa đó. Chị đi về đi, chị để cho anh Phong được yên đi.